Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với Biorava Việt Nam. Mr. Chuối rất vui được gặp lại mọi người. Thì với mục đích tạo ra những video hữu ích cuộc sống thường nhật hàng ngày mà chúng ta tất cả mọi người đều có thể làm được để giúp đỡ môi trường, môi sinh cũng như là giúp đỡ cuộc sống hàng ngày. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách làm phân bón rất là hữu ích. Thì như mọi người đã biết, hiện nay thì phân bón đã trở nên rất là mắc trên thế giới bởi vì những cái tình hình khủng hoảng kinh tế cũng như chiến sự, và đồng thời với đó thì sẽ làm cho cái giá của cái nông sản nó tăng cao. Một cách mình có thể giảm thiểu đó là tạo nguồn phân bón từ chính ngôi nhà của mình, những cái rác thải hoặc là những cây cối xung quanh. Nó rất là an toàn cho con người, cho môi trường, và đồng thời có thể là giảm thiểu các chi phí. Thì để chuẩn bị cho việc làm phân bón này thì mình có thể cần một ít chuối, có thể là vỏ chuối hoặc là những chuối mà mình ăn không hết, hoặc là chuối lại mình có thể sử dụng. Ngoài ra mình có thể sử dụng những cái lá lốt hoặc có lá đậu xanh cũng rất là tốt. Mục đích của nó là tạo ra những cái dịch lên men, bổ sung dinh dưỡng cho cây. Ngoài ra mình còn có cái cây giả quỳ có tác dụng là xua đuổi côn trùng, một cái sinh học rất là tốt. Bạn cần chuẩn bị thêm một cái thùng khoảng 20 lít và một cái tấm lưới như thế này. Và tất nhiên là mình có thể phải cần đến, mình cần đến cái dịch IMO. Đây là vi sinh đã được mình tự làm. Các bạn có thể theo dõi cái cách làm này ở những video trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái này. Mình sẽ bỏ tất cả những cái rau củ này, những cái chuối này vào trong cái tấm lưới và cột nó lại. Tất cả chuối này mình sẽ bỏ. Và tất cả những cái lá này mình sẽ gom lại. Sau đó mình sẽ buộc chặt nó lại. Và mình sẽ đổ cái dung dịch IMO này, ngập cái thùng này lại. Thank you.